Bão Crescent đang ở gần biển Đông nước ta. Hiện nay, bão đang hoạt động trên vùng biển phía đắc bắc đảo Luzon của Philippines với cường độ cấp 15, giật cấp 17, tức là tương đương với sức gió trên 220 km/h. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào gần kinh tuyến 120, sau đó di chuyển ngược lên phía Bắc. Theo dự báo, hiện tại bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển, ven bờ và đất liền của nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây của cơn bão trong 1 đến 2 ngày tới, bão sẽ gây ra gió mạnh cấp 13 đến cấp 15, giật trên cấp 17, tương đương với sức gió trên 220 km/h ở vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao đến 9 mét, biển động dữ dội.